Khó khăn của kế toán doanh nghiệp khai thác khoáng sản trong việc phân bổ chi phí chung trong sản xuất, gồm giấy phép khai thác, nhân công, chi phí khấu hao máy móc thiết bị, nhiên liệu để tạo ra các thành phẩm như than, đá hộc, kim loại, dầu khí. Qua đoạn chia sẻ nhỏ trong buổi học giáo viên riêng tại kế toán Việt Hưng, mong rằng sẽ giúp bạn tránh sai lệch khi tính giá thành. Toàn đại học với chị ạ, nên bé lát được. Ừ. Các bạn chị cũng phải, chị cũng vừa mới khen xong bảo là các bạn này nhanh phết. Ok. Dạ vâng, thế chị hướng dẫn các bạn nhiều giúp em một tí để em làm luôn một lèo cho nhanh ạ. Ok nhá. Rồi. Dạ vâng. Sửa rồi thì bây giờ này. Rồi dần vào nghiệp vụ này. Giá thành này, sản xuất tỷ lệ hệ số đây này. Nhá. Khai báo định mức này. Theo cái đường dẫn này nhá. Bây giờ điền cái những cái chỗ nào mà chị vừa mới đưa ra đây này. Em hiểu không? Có nghĩa là chị đang lấy đơn giá bán của em thấp nhất. Xong chị sẽ tổng cộng lại, rồi chị chia tỷ lệ phần trăm. Chị sẽ lấy đây là chính là cái tỷ lệ định mức ấy, để tí nữa phân chia ra. Bởi vì khi mà mình xuất nguyên vật liệu là mình đang xuất cho cả kho, cả phân xưởng, đúng không? Ví dụ mình muốn sản xuất ra cái đá A, đá B, đá C này, nhưng mà mình đang xuất chung, mình xuất cả lo luôn, đúng không? Bây giờ mình không biết là lấy cái dựa vào đâu để mình phân cho từng sản phẩm. Khi tính giá thành thì tính giá thành từng sản phẩm, nhưng khi mình xuất nguyên vật liệu thì mình xuất cho cả phân xưởng luôn. Hiểu ý gì không? Đấy, cho nên bây giờ chị căn vào đây, chứ cứ như phương pháp của bên em thì không thể nào là làm phương pháp giản đơn được. Nhưng là bây giờ đối với phương pháp này thì mình sẽ căn vào cái tỷ lệ này để mình đưa ra ấy. Tức là có nghĩa là giá bán cao thì mình sẽ tỷ lệ nguyên vật liệu, tỷ lệ nhân công ấy sẽ ăn cao. Đấy chưa? Thế bây giờ nhá, đã BA 6, em để tròn thôi nhá. 6 BA này. BA đã ở đây. Lọc đi. BA đánh ở đây 6. Rồi. Tương tự như thế ghép vào chị làm các kho khác cũng vậy. Vấn đề là chị để xem lại cái 621 của em đây này. Bây giờ ít nhất phải có nguồn nguyên vật liệu chính cho vào các phân xưởng 621 là bao nhiêu cái đã, nói không? Cái này thì thôi này, nhưng chị cần một vấn đề nữa là thuốc nổ. Thuốc nổ này là phân xưởng đã học rồi. Chị nhấn phải chuột sửa mẫu, lọc cái xưởng lên. Thấy chưa? Xem, sau đó lọc cái trống, một ít dầu cho phân xưởng đã học, với lại còn lại thì những cái xi măng và những cái dầu nhớt các kiểu còn lại thì em đẩy vào phân xưởng đá khác cho chị. Có nghĩa là ở đây này, em bổ một ít vào đây chị là phân xưởng đá khác đây này, đúng không? Có nghĩa là cái xăng sau khi đưa ra phân xưởng đá học rồi thì mình cần phải cho vào phân xưởng đá khác này. Ủa, xuất kho bán hàng nó không đúng đâu nhá. Cái này em phải sửa hết cho chị, định khoản lại đi. Đây là em phải xuất kho sang sản xuất, thấy chưa? 6211 cứ ai để cho vào xuất kho bán hàng rồi, đi xuất kho bán hàng thì nó sẽ không có được cái đối tượng toàn chi phí đấy. Đấy, hiểu chưa nhá? Đấy là yếu tố thứ nhất, sửa hết cho chị những cái phiếu xuất kho này này. Chị hôm nọ chỉ nói với em rồi, đó là em phải đẩy về lại cho chị là kho này là kho sản xuất chứ không phải kho bán hàng, không phải kho khác đâu nhá. Rồi sang thống kê gắn cho chị lại đi. Đấy, còn cái xăng tôn này, cái này định khoản có sai không? 621 hay 642 đây. Đấy, với lại kho này này, bột đá này này. Khoan, chị chưa tính đến cái kho 155 đâu, em xóa đi nhá. Nghe chưa? Em xóa 155 trước đi. Bởi vì không ai đi xuất bột đá để sản xuất cho bột đá cả. Đúng không? Chị ơi, có thể để như này, tại vì là nó bột đá là xuất để sản xuất gạch luôn. Tức là cái bút toán, tức là cái này là bọn em cho vừa sản xuất đá và sản nhưng, xuất gạch. Nhưng gạch là phân xưởng khác mà em. Thì bây giờ em có thể là chọn phân xưởng ở bên này được không ạ? Không, đừng, phải tính giá thành của hộp xong, tính giá thành của đá khác, nghe chưa? Xong mới tính giá thành của gạch không nung các kiểu ấy, từ từ từng bước. Cho nên chỗ này những cái liên quan đến đá này này thì em vẫn xuất, nhưng em sẽ thôi được rồi, thế thì em đẩy cho chị ở đây là bột đá sang phân xưởng khác nhá, được chưa? 621/155 đẩy vào đây cho chị là bỏ là sản xuất, đúng rồi, và phân xưởng, thay đổi phân xưởng đi, chỉnh sửa hết 621 này này. Bây giờ quay lại phần nghiệp vụ, giá thành ở đây, khai báo định mức giá thành đã hộp này.
có mỗi một phân xưởng của nó thôi thì tỷ lệ là một thôi. Chị chạy lại kho, tính lại kho này. Bây giờ quy trình tính giá thành đã học thử trước đây này. Chạy trước với chị năm đồng ý này. Bắt đầu vào dần giá thành này. Hệ số tỷ lệ này. Xác định kỳ tính giá thành này. Chọn này. Đầu tiên chọn phân xưởng đã học trước này. Quy trình này. Tập hợp chi phí đây. Học này. Đấy, chi phí học của em ấy có nghĩa là những cái chi phí mà em đưa thẳng vào phân xưởng đá học ấy thì gọi là chi phí trực tiếp. Tức là mình thông qua ấy, định khoản 621 chọn phân xưởng. Đấy được gọi là chi phí trực tiếp. Tính giá thành. Đồng ý này. Ờ, bây giờ phải biết rằng là đây là chi phí chung. Chi phí chung mà kỳ đầu tiên của em ấy bao gồm nguyên vật liệu này. Mà cái nguyên vật liệu mà em chưa chọn vào cái phân xưởng nào ấy thì nó sẽ chạy vào đây để nó phân bổ chung ấy. Em hình dung không? Có nghĩa là trong cái 2 tỷ mấy này là do ở cái chỗ mà định khoản đấy em đang cứ định khoản vào 621 đấy mà em không phân bổ vào, em chưa chọn phân xưởng nào cả thì nó sẽ chạy vào đấy hết. Thì chỗ này tạm thời chị sẽ để bằng không, chị chưa lấy. Bởi vì đầu tiên chị cũng phải xem cái doanh thu ấy. 1 tỷ trên 9 tỷ lại phải nhập kho đá học lên, tở vì từ kho đá học mới nhảy sang được đá khác mà. Xuất cái đá học đấy ra để sản xuất đá khác ấy. Đúng không? Đầu tiên là quy trình sản xuất của chị, đầu tiên là chị tính ra cái đá học trước. Nhưng mà cái đấy không có tỷ lệ chính xác đâu chị ạ. Tại vì em cũng không biết tỷ lệ là, tức là hệ số nổi rồi của hệ số của đá học chỉ để là 1. Bởi vì trong cái kho phân xưởng đá học ấy chỉ có một mình đá học thôi mà. Dạ vâng, nhưng mà ý em là ví dụ là sản xuất được 1.000 khối đá 1-2 thì em không biết là cần bao nhiêu khối đá học để sản xuất ra 1.000 khối đá 1-2 đấy. 1.000 thì mất 1.200 đá học. Ừ, thật ra chị cũng đang làm dịch vụ của công ty khai thác, chị nắm được định mức. Em biết chị làm, vâng, cho nên em chỉ hỏi chuyên môn chị thôi, chứ thực ra mà cái đấy nó bỏ qua được, chị bỏ qua cho em để cho em nhanh tìm. Thì đúng rồi, chị đang làm cho em một cách gọi là tối đa nhất đây này, hiểu không? Nhưng mà dạ, chị vẫn phải tính toán, bởi vì đây này 512 của em là ý là 9 tỷ 3 này, mà chị thấy đá học của em xuất bán là 1 tỷ, nó chiếm khoảng tầm 10%. Em biết chị vì sao chị phải chạy như thế này không? Bởi vì cái đoạn mà tính giá thành như thế này, theo hệ số tỷ lệ này, là tất cả học đầu tiên này, 621 này, 10%, đánh 10 xuống hết rồi cho chị nào. Nguyên vật liệu này là vận chuyển chị ạ, được. Mình cũng cho 10% luôn. Ừ, đúng rồi, cứ cho 10%. Còn cái nào mà không hề của đá học được nhận thì bỏ luôn, đi lên bằng không. Có nghĩa là em biết không, 806 này này, đẩy hết vào cho phân xưởng đá học luôn. Tính tỷ lệ đây, chọn là tỷ lệ 1, tức là 100% cho vào nó luôn ấy. Tính giá thành, cập nhật giá xuất kho. Thực hiện xong rồi bây giờ này. Chuẩn. Cái này hợp lý á, chị có tranh nhau 2.000 này á. Ừ. Nâng giá vốn, nâng giá bán. Đúng không? Thế bây giờ nhá, nếu tính giá thành của các khoản khác này, bây giờ chạy tiếp giá thành của các cái loại khác. Tuy nhiên để vào phần báo cáo kho đây này. Kho 155, bây giờ sẽ thêm cái kho 155 là đá hộp đây. Thế nhưng mà đá hộp này ấy, về nguyên tắc trong khai thác là em phải sản xuất ra ấy, để mà sản xuất các loại đá khác này. Thực ra nguyên vật liệu chính cụ để sản xuất ra các loại đá khác ấy là phải từ đá hộp mà ra, đúng không? Mà theo tỷ lệ định mức như chị vẫn làm thì để sản xuất ra một khối đá khác thì mất 1,05 cho đến 1,2. Có nghĩa là bây giờ phải tính giá thành của đá học trước, sau đó mới chỉ tính để bán thôi. Và bây giờ mình sẽ xuất khẩu cái này ra. Mình sẽ lấy cái loại đá này nhân 1,2 lên. Thế bây giờ chị loại trừ những cái đá cấp phối này. Chỗ này nhân lên, đúng không? Bằng cái này nhân 1.1, hiểu không? Dạ rồi. Nghĩa là mình phải tăng số lượng để sản xuất ra được cái nhập kho này thì mình nhân nó lên. Kéo tất xuống đi nào. Rồi, delete cái đá hộp đi. Delete cái dòng của đá hộp này đi. Ok chưa? Rồi, xong cộng lại nào. Cộng lại phía dưới nào. Đây chính là định mức nhá. Để sản xuất ra đá khác như vậy chị sẽ cần tới 50.500 mét khối đá hộp nữa không? Ok thế nhá Hỷ nhá. Chào các em yêu quý.